Là đàn ông ấy, đừng bao giờ cãi nhau với vợ hay với người yêu. Cãi có bao giờ thắng đâu mà cứ cố tình cãi làm gì cho mệt. Anh em nên nhớ là chị em phụ nữ chúng tôi có đến hai cái mồm, nên là không có cách nào cãi được chị em phụ nữ chúng tôi đâu. Cách duy nhất ấy là bịt cái miệng dưới thật lâu, bịt càng lâu càng tốt. Lúc đấy mồm trên chỉ có ú a ớ, bao nhiêu lời nói tục chửi bậy lúc đấy phiên dịch thành á á á. Nhưng mà để bịt được cái miệng dưới thật lâu thì anh em phải biết cái này chưa? Dùng cái này này, mình sẽ xịt bên trái một lần, xịt bên phải một lần, sau đó anh em mình rửa đi để giúp anh em mình kéo dài thời gian từ 15 đến 40 phút. Còn kết hợp thêm cả cái viên nhất dạ ngũ dao này nữa thì một đêm 2-3 lần bịt nó lại... Chị em chỉ có bê ấy chạy quanh giường thôi nha. 10cm thì có phải ngắn quá không chị? Thật ra thì ngắn cũng không phải ngắn và dài cũng không phải dài. Em sẽ có khoảng thời gian 5 năm để tiếp tục phát triển cơ thể của mình. Tuy nhiên, nếu muốn chắc chắn thì đây là hai thứ mà em cần làm. Một là ăn nhiều thực phẩm tốt cho sinh lý nam, nhất là hải sản và đặc biệt là hàu. Ăn những thứ này thì sẽ khiến cho cậu nhỏ của em cứng hơn này, bởi vì trong hàu chứa rất là nhiều dưỡng chất, đặc biệt là kẽm và oxit nitric, là những thứ giúp giãn nở thành mạch máu, tăng lưu thông máu đi khắp cơ thể và đặc biệt là xuống cậu nhỏ của em. Từ đấy thì cậu nhỏ của em sẽ cương cứng tốt hơn này, quan hệ được lâu hơn và đặc biệt là kích thước sẽ to hơn. Và thứ hai là bài tập kéo, căng và xoay. Bài tập này thì em có thể xem lại video trước của chị. Khi mà em đã làm được hai điều này rồi thì chắc chắn em sẽ có những thứ mà em muốn. Chúc em thành công nhé.